Thưa quý vị, những ngày đầu tháng 1 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã kịp thời ủy thác 150 tỷ đồng từ kế hoạch vốn năm 2024 sang chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố để kịp thời giải ngân cho các hộ vay trước Tết Nguyên đán, nhằm giúp bà con chủ động nguồn tài chính cho mục đích sản xuất kinh doanh và tiêu dùng Tết. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Anh Nguyễn Thành Trung, trú tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà cho biết, gia đình đang chạy nhanh tiến độ thi công để kịp đưa dự án siêu thị mini vào hoạt động trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đang trong thời kỳ cần vốn, thì sáng ngày 10 tháng 1, anh Trung được Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Sơn Trà giải ngân cho vay 100 triệu đồng từ nguồn ủy thác của thành phố. Như ruộng khô, có nước, anh Trung cho biết sẽ tập trung thi công để siêu thị có thể kịp đưa vào hoạt động 3 tuần trước Tết. Thì qua cái chương trình này thì vậy là được sự hỗ trợ kịp thời của bên ngân hàng, vậy là bên tổ vay vốn, vậy là ủy ban phường quận thì nó hỗ trợ rất là nhiều ở cái giai đoạn là đầu tư ban đầu, nó giải quyết được các cái khó khăn về tài chính, rồi là giải quyết công ăn việc làm cho gia đình trước cần Tết này. Sáng ngày 10 tháng 1, tại phiên giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn phường An Hải Đông, có rất nhiều khách hàng vay mới là tiểu thương đang kinh doanh tại chợ. Khoản vay từ 50 đến 100 triệu đồng với lãi suất ưu đãi 6,5% một năm trở thành nguồn lực tài chính quan trọng để bà con chủ động nguồn hàng hóa phục vụ cao điểm kinh doanh Tết. Đợt này vay là 100 triệu, nói chung là nó cũng nhiều so với đợt trước hơn là để phục vụ Tết, nói chung mua bán hàng để trữ bán Tết. Ngân hàng Chính sách nó cũng hỗ trợ kịp thời. Trong trước Tết là tiểu thương rất là mừng. Đại diện phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Sơn Trà cho biết, nguồn vốn ủy thác của thành phố về khá sớm với 20 tỷ đồng chi nhánh thành phố phân bổ về quận, cộng với nguồn vốn quay vòng thu nợ. Từ nay đến Tết Nguyên đán, đơn vị sẽ tập trung giải ngân hết nhu cầu của bà con, dự ước trên 20 tỷ đồng. Thì với cái nhu cầu hiện tại thì 20 tỷ này thì đã cơ bản là đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bà con về nhu cầu vốn vay trong buôn bán dịp giáp Tết. Và theo kế hoạch phân bổ vốn trong thời gian đến, cũng như là với kế hoạch phân bổ hiện tại thì Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Sơn Trà cũng đảm bảo cho vay đối với những hộ khách hàng có nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội, cũng như giải ngân tiếp tục đối với những khách hàng vay vốn nhà ở xã hội đã nhận lần một rồi. Thì về cơ bản cũng sẽ giúp cho những khách hàng này nộp tiền cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký kết. Theo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố, năm 2024, Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất ra nghị quyết ủy thác sang ngân hàng này là 150 tỷ đồng, cùng với nguồn lực phân bổ vốn từ Trung ương, nguồn thu hồi nợ quay vòng. Dự kiến tăng trưởng tín dụng chính sách năm nay đạt 10-15% so với năm 2023. Riêng từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn sẽ có khoảng 1.300 khách hàng được giải ngân mới, tương ứng khoảng 110 tỷ đồng. Trong đó, 90 tỷ đồng ưu tiên giải ngân cho mục đích sản xuất kinh doanh. Chi nhánh sẽ tăng cường các phiên giao dịch, ngoài phiên giao dịch định kỳ của tháng, nhằm kịp thời đưa vốn đến sớm nhất có thể cho bà con, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh cao điểm Tết, đồng thời cũng hạn chế tín dụng đen tiếp cận các đối tượng yếu thế trong thời điểm này.